Hôm nay ngày mùng 1 Tết đi chùa. Đi chùa suối Đá Vàng. Bên gia đình mặt miền đỏ đỏ luôn, đỏ chẹt luôn. Giờ mình đi chùa trong suối Đá Vàng. Đường thì đường phố mùng 1 Tết cứ vắng tanh nè. Ai muốn bạn bè gần xa khắp thế giới nè, thấy không, thấy mùng 1 Tết Trung Quốc như thế nào nè. Đó, đường phố mùng 1 Tết đó. Mình ở đây nhiều khi mình ở mình không biết mùng 1 Tết ở xứ người ta như thế nào. Bây giờ bạn nào mà biết mùng 1 Tết của xứ mình là nó gì nè. Vậy ta đi chùa, đi nhậu hết trơn rồi. Vào YouTube nó phải xàm mà làm YouTube được. Rồi đi đường dưới suối Đá Vàng. Cái chùa này chùa nơi này cái chùa thiền thấp này thiền nhất. Có mặt tại Thỉnh Thất Kiên Đức, địa chỉ đường vô suối Đá Vàng các bạn. Hồ nước Hương Đông á, các bạn lên Google á, bấm Thiền Thất Kiên Đức. Hôm nay mình đi vô chùa đầu năm mới, năm 2001 Tết 2020, năm Canh Tý. Chúc các bạn gần xa năm mới được an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Hôm nay mình nghĩ chắc hôm nay chắc không ai, gia đình ai cũng đi chùa hết trơn rồi. Mọi người nhà nhà chắc đến đi chùa, không đi chùa cũng đi chơi. Thôi năm mới mình cũng đi đến chùa kiếm chúc cầu an năm mới được nhiều sức khỏe.
kinh. Đây là mẹ Quan Âm nè. Đây công viên cảnh chùa nữa của thị trấn Thiên Đức nữa các bạn. Bến Tràm. Đuổi suối đó bạn. Tối đi 12 tới 2 giờ mấy mà. Tối đi tới 2 giờ đi trên chùa 3 giờ sáng chứ một cái môn cúng của trời luôn. Xin gặp cầu năm. Ba giờ đó, lúc 3 2 giờ mấy á. Xin mừng nha. Đây là mùa sao. À, mình ở chỗ này có mùa sao không ạ? Nè, hãy lọc mà lọc đâu. Thì có gì có gì đi. Thái Lộc đi làm đồng năm đó. Có tiền đó nha. Thái Lộc chưa? Cái này là lọc ngoài ngoài sao. Ra ngoài trước kiếm lọc hả? Có đi chùa sư muôn xin lọc rồi. Kiếm lọc chỗ mình xin lọc đồng năm rồi. Cho nên thấy lọc nè. Có bị lửa nữa. Cái này là lọc quá. Ừ. Gạch đó, đúng gạch đó. Rồi. Lọc đầu năm luôn. Xin lọc. Đây là có gì vậy? Wow. Rồi mình coi rồi. Một ca. Rồi. Có lọc và bọc ca. Dành đi lấy lọc nè, con nói dành lấy lọc nè. Dành lọc trời ơi ai đẹp chứ trời. Đó bây giờ live stream luôn đó. Ăn bắp là cách ăn như bắp. Cái này là với cái nhà. Ở đây là tiền tiền Việt Nam. Tiền lọc cho đi cũng lọc. Rồi sư phát lòng. Một đứa một cái lọc.
Phát Lộc không dành gì nè. Chim đồng. Bốn mươi lăm ca một em. Chị Lộc luôn. Wow. Được luôn. Con màu ấy. Rồi, nói sao đây vừa không? Đây đồ năm đấy thân lên về nhà luôn. Có tiền có gì? Mày đâu? Ừ, bà sao? Trời giờ bà trắng luôn rồi, đẹp quá liền anh. Được có lọc rồi, được có chị nhau luôn. À, cái này đọc cái chùa. Học chùa này mà. Thẩm giặt của chùa. Bánh mứt kẹo.